Em cho con robot nó hút chín lốc tổ quá là bụi bẩn các bác. Hôm nay thứ bảy đánh dỗi chốt cho nó hút vệ sinh kinh khủng. Đấy, các cái bông vải bụi mịn các bác này. Sau một vài năm sử dụng, các bác thấy nhà cửa của mình chắc chắn rồi, các cái lốc tổ. Cái này bây giờ mà quét ra thì nó bụi khắp nhà. Cho con robot này nó hút. Mà cái bụi mịn khiếp không? Nó rơi đầy dưới. Bụi bông vải này các bác. Đây là toàn bộ bông vải nhé. Quá trình nhé. Tích lũy qua nhiều năm, tích lũy. Đấy, chứ không phải là phòng của mình sạch như các bác nghĩ đâu. Phòng trong phòng rất là bẩn vì nó nhiều cái bông vải. Đấy, nhiều bông vải nó bay lơ lửng, nó bám vào đây như này. Các bác nhìn, các bác mới thấy là nó khiếp đến mức nào, đúng không ạ? Kinh khủng luôn. Bông vải bụi mịn quá nhiều. Đây, trên nóc tủ rồi các bạn nhé. Hút trên nóc tủ. Cái con robot này thì nó đảm nhiệm được cái nhiệm vụ là hút các cái bụi dưới sàn rất tốt. Kinh khủng bụi mịn. Rơi dưới rất là nhiều mà. Chung ở trong phòng ngủ có lọc máy lọc không khí là tốt, vì cái lượng bụi nó nhiều, bông vải nó thổi tung ra từ chăn ga gối đệm quần áo, tích lũy qua ngày tháng. Mặc kệ. Hút có thể khá là sạch rồi nhé. Nó không gây bụi ra nhà, chứ còn nếu mà cái bụi này bây giờ mà mang đi khua lấy chổi khua ra thì nó bụi lắm, khắp nhà luôn. Đấy, gần như phải ghép rồi. Lê cho nó xuống. Để nó
chạy đi các cái mép này nó khô hết một loạt mép luôn. Con này là con dòng hàng rẻ 780, không có kết nối áp điện thoại, cũng rất là sạch. Sau khi hút một tí báo thùng rác đầy. Úi giời. Đây là cái đây. Cho nhìn khiếp, toàn bộ các cái bông vải. Kinh khủng nhỉ. Hút tí đầy thùng rác luôn. Hộp rác. Bây giờ đi đổ đi cho nó hút tiếp lại cái rơi dưới đất này. Kinh khủng.